Hello, xin chào tất cả mọi người. Đây là xưởng tranh Tân Thành và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một sản phẩm vô cùng mới, vô cùng hot ở trên thị trường hiện nay. Đây là sản phẩm ứng dụng ngành in 3D ha. Sau cái bước thành công của in trên vải, in trên kính và in trên PVC thì ngày hôm nay xưởng của mình sẽ in thêm một chất liệu nữa, đó là gỗ MDF chống nước màu xanh xanh đó, chống với mọt độ dày từ 8 đến 12 ly. Cái loại này thì với độ dày này mình có thể phủ được cái lớp bóng rất là dày luôn, thậm chí là lên khoảng 2 đến 3 ly cái lớp bóng, tạo cho cái bức tranh này nó bóng, rất bóng, độ bóng của nó đáng kinh ngạc hơn so với những cái loại tranh tráng gương khác trên thị trường, như là tranh Mica hay là tranh bóng kính hay là tranh in vải sau đó phủ lên cái lớp ceramic đó. Đấy, thì cái này sẽ khắc phục được hết tất cả nhược điểm của cái dòng tranh ở trên. Độ dày từ 8 đến 12 ly tùy theo kích thước. Và mẫu tranh thì ở đây là những cái mẫu tranh mang phong cách Bắc Âu. Mọi người có thể lựa chọn tất cả các mẫu tranh ở trong bộ sưu tập của xưởng tranh Tân Thành để mình tiến hành mình in cái loại tranh gỗ ha. Và nếu mọi người có thể quan tâm đến cái sản phẩm mới là tranh gỗ tráng gương thì hãy để lại số điện thoại hoặc là liên hệ trực tiếp đến xưởng tranh Tân Thành để mình có thể nhận được cái báo giá cũng như là cái mẫu và cái bộ phối một bức, ba bức hoặc là năm bức hoặc là tranh tròn phù hợp nhất với mọi người nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video sản phẩm tiếp theo.